Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của truyền hình Vĩnh Long hôm nay thứ tư ngày 1 tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 đến 2025. Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, kết quả thực hiện nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại nghị quyết số 101/2023/QH15 về kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Phát biểu tại phiên họp, đại biểu đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 9 tháng năm 2023. Mặc dù còn 5 trên 15 chỉ tiêu không đạt được mục tiêu đề ra, nhưng trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, những kết quả này rất đáng ghi nhận, là sự nỗ lực rất lớn của Chính phủ, các bộ ngành, cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, đại biểu cho biết còn nhiều thách thức trong phát triển kinh tế thời gian tới. Tổng cầu thấp, tín dụng cho nền kinh tế khó đạt được kế hoạch đề ra. Áp lực lên tỷ giá, lạm phát, lãi suất cao, khả năng phục hồi của nền kinh tế còn chậm. Trước những khó khăn đó, đại biểu đề nghị về gói giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đề nghị thực hiện đồng bộ chính sách tài khoá và tiền tệ. Trong đó, chính sách tài khoá là trọng tâm với cơ chế đặc thù, đồng thời xác định các ngành, lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế, các doanh nghiệp đã khẳng định được thương hiệu để có gói tín dụng ưu đãi. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2023. Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có bà Lê Thị Thúy Kiều, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Văn Liệt, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung xem xét, thảo luận và đóng góp ý kiến về thời gian, nội dung kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Các tờ trình báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp sắp tới. Trong đó có một số tờ trình ảnh hưởng trực tiếp đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống dân sinh tại địa phương, như tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết ban hành quy định mức hỗ trợ cụ thể một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án kế hoạch phương án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh 9 tháng đầu năm 2023. Phát biểu tại phiên họp, các đại biểu cho rằng nội dung bố cục các báo cáo và tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh được ban hành đúng theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và cơ bản thống nhất với các báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp sắp tới. Đồng thời, thông qua báo cáo của các ngành pháp luật, báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023 và phương hướng năm 2024 tại chương trình nghị sự của kỳ họp. Riêng về thời gian và nội dung kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đề xuất thời gian tổ chức kỳ họp là 3 ngày, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023. Ngoài ra, tại phiên họp, các đại biểu cũng đã xem xét và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại Ủy ban Nhân dân xã Hậu Lộc, huyện Tân Bình, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, người khuyết tật và bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức trao tặng xe đạp và học bổng cho học sinh khuyết tật mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Tân Bình và Long Hồ. Đến dự có ông Nguyễn Trọng Đàm, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi Việt Nam. Tại đây, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, Người Khuyết tật và Bảo trợ Xã hội tỉnh trao tặng 50 xe đạp và 11 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh khuyết tật mồ côi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá trên 90 triệu đồng do Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi Việt Nam vận động tài trợ.
Những món quà ý nghĩa này giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện để đến trường, đồng thời vận động, động viên khuyến khích các em không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập. Chiều qua tại thành phố Vĩnh Long, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực triển khai chương trình giảm nghèo bền vững, bình đẳng giới và lồng ghép giới trong hoạt động hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi cho 129 đại biểu là cán bộ hội viên ba cấp hội thuộc 3 tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và Hậu Giang. Trong 2 ngày tập huấn, các đại biểu được giới thiệu những vấn đề về nâng cao năng lực quản lý, triển khai các mô hình giảm nghèo, nâng cao năng lực vận động để hỗ trợ giảm nghèo đa chiều cho người khuyết tật, nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới và lồng ghép giới trong các hoạt động bảo trợ người khuyết tật tại cộng đồng. Ngoài ra, các học viên còn được nắm bắt tiếp cận quy trình hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật và gia đình có người khuyết tật thuộc hộ nghèo khó khăn. Chương trình tập huấn là dịp để cán bộ hội các cấp trao đổi thông tin kinh nghiệm để góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong cộng đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây cho biết sau 5 năm triển khai đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì đã có gần 50% cơ sở giáo dục đại học trong cả nước đưa khởi nghiệp thành môn học bắt buộc hoặc tự chọn vào chương trình đào tạo. Mục tiêu đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 là thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh sinh viên và trang bị các kiến thức kỹ năng về khởi nghiệp trong thời gian học tập tại trường, tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh sinh viên. Sau 5 năm triển khai đề án, đã có 75% cơ sở đào tạo tổ chức được các hoạt động đào tạo ngắn hạn cho sinh viên thông qua các lớp kỹ năng khởi nghiệp. 100% các cơ sở đào tạo xây dựng các chương trình truyền cảm hứng khởi nghiệp cho sinh viên và tỷ lệ cơ sở giáo dục đại học đưa khởi nghiệp thành môn học bắt buộc hoặc tự chọn tăng từ 30% vào năm 2020 lên 48% vào năm 2022. Theo thống kê của ngành chức năng, 10 tháng năm 2023, tổng doanh thu vận tải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đạt trên 1.947 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, trong 10 tháng qua, ngành giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đã vận chuyển 31.350.000 lượt khách, tăng gần 13% và tăng gần 16% về lượng hành khách luân chuyển so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, ngành giao thông vận tải tỉnh còn vận chuyển trên 5,7 triệu tấn hàng hóa các loại, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước và tăng gần 16% lượng hàng hóa luân chuyển. Theo đánh giá của ngành chức năng, với việc phục hồi kinh tế, nhu cầu giao thương hàng hóa của người dân tăng cao là những nguyên nhân để ngành vận tải địa phương gia tăng doanh thu trong thời gian qua. Thưa quý vị, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua, trên địa bàn ấp An Thạnh, xã An Bình, huyện Long Hồ, khu vực cặp sông Dàm Giang đã xảy ra sụp lún, nguyên nhân xác định do đỉnh triều dâng cao. Đoạn sụp lún có chiều dài 15 mét, ăn sâu vào đất liền 3 mét, gây ảnh hưởng trực tiếp đến 40 hectare vườn cây ăn trái của người dân. Trong số này, có hơn 15 hectare nông dân cho trái nghịch vụ bán vào dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Ngoài ra, sụp lún đã làm một đoạn đường đan rớt xuống sông, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Ủy ban xã cùng với ấp với chuyên môn đến khảo sát thực tế, đồng thời báo cáo về phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Long Hồ để khảo sát, và đồng thời là phát huy 4 tại chỗ thì điều cái phương tiện lợi để giúp cho người dân gia cố kịp thời, đảm bảo là trong cái ngày hôm nay thì nước là không có tràn vào vườn cây ăn trái của người dân. Lại báo là mấy anh ra đang hỗ trợ liền nên tôi rất vui, rất mừng. Để không thôi vườn ở đây cũng mấy trăm công đất bị nước ngập thì sẽ hư cây cối. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Long Hồ kết hợp với Ủy ban Nhân dân xã An Bình cũng đã đến khảo sát và chỉ đạo khắc phục ngay để bảo vệ vườn cây ăn trái của nhân dân. Phòng Nông nghiệp có chỉ đạo ban xã là phải khắc phục ngay bằng cách là điều cái đơn vị thi công đưa máy vào để khắc phục trong ngày hôm nay để làm sao đảm bảo là các vườn cây ăn trái cũng như việc đi lại của bà con như học sinh. Hiện tại, chính quyền địa phương đã cho phương tiện cơ giới thi công gia cố lại đoạn bị sụt lún, dự kiến sẽ khắc phục xong trong ngày hôm nay.